đã tìm thêm con, thêm một con nữa. Con rồi. À, tìm thêm một con nữa chú không? Đúng rồi, thêm một con. Mà chú lấy ba con không? Mấy khách đồ coi máy nha anh em. Đó thì như anh em mới nói, anh em kêu không báo giá, chắc không bán giá cao rồi ha. Đó, giá cao rồi bán sạch hết rồi không? Đó, quay thực tế cho anh em xem. Anh em kêu không báo giá, chắc bán giá trên mây đây. Trên mây khách tới quá trời luôn ha. Đó, một người lấy hai ba con rồi không? Đó thì hôm nay em bán xả hàng cho mấy anh em nha, máy đẹp đẹp không ha. Đó, anh qua hôm qua đã quay ấy, bữa nay thấy trống, anh em thấy trống nữa không? Sáng giờ bán hơi bị nhiều luôn. Mấy anh thợ đang câu dây điện. Cua ta V 1505. Rồi, máy khá là nhiều nha anh em. Đó, bên em thấy bán chống bớt ha. Đó, mới ngày hôm qua em kia quay là đầy luôn, bữa nay thì chống bớt ha. Máy Mitsu xe 55 rồi nè, 550. Đó, dành cho anh em chạy vỏ lãi rồi, yêu ơi, chạy bình bơm hơi rồi nè. Đó, máy khá là đẹp. Mấy con này thì 15 ngựa. Yamaha 3T66 rồi 63 V2. Đó, quay cho anh em xem, anh em nào mua mình có thể liên hệ số điện thoại. Con này Isuzu 3112 nè. 3112, con này 20 mấy ngựa luôn nha anh em. Dòng Isuzu này siêu bền luôn. Toyota 60. Đó, chống nguyên khúc dưới đây là chống hết luôn ha. Anh em nào mình có mua mình có thể liên hệ cái số điện thoại em có để trên màn hình nha. Rồi em xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn ha.